Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách Clam nhận được bảy đồng token Electric BLB. Một số thông tin về đồng token này. Số tổng cung phát hành là 6.500.000 đồng XBL. Một số thông tin là chủ sở hữu là 56.572 tài khoản holder nhé. Đã phát sinh 519.024 lượt giao dịch. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website clam.drop.net nha. Link truy cập website để mình nhập phần dưới mô tả của video. Sau khi đã vào được website, các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn xem check contract. Các bạn có thể sử dụng copy contract nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc với chút đơn nét của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token là đầu ví của mình, ký hiệu token XBL, số token 18 nhé. Đấy, tiếp theo nhấp thêm token. Rồi, sau khi đã thêm được địa chỉ token và ví, các bạn quay trở lại website clam.drop.net nha. Tìm cái bước 2, nhấp vào truy cập vào cái link rút gọn này để nhận token nhé. Rồi, hiện thì nó bảng cái đối với ví, các bạn nhấp tiếp thì chọn ví của các bạn và các bạn nhấp tiếp theo để nhấp kết nối nhé. Ở đây nó hiển thị cái bảng này thì các bạn muốn nhận được 5 đồng cái đồng token này thì nó tương ứng với cái này, $1 này, $3 này, $5 này thì bạn sẽ nhận được cái đồng token này nhé. Còn mà một bạn muốn nhận ngẫu nhiên thì các bạn nhấp vào đây nhận các bạn làm ngẫu nhiên thì các bạn nhập vào đây nha. Một hôm sau hôm nay do mạng cái lỗi tiếp tục lỗi thôi, rồi chờ một lát thì sẽ có làm lại sau vậy. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website clam.drop.net nha để cập nhật những dự án miễn phí và thưởng token mới nhất truy về mạng Binance Smart Chain. Ngoài ra, nếu các bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời nhé. Giờ mình đã quay trở lại web thì Clam lại hơn nữa. Được rồi. Thì phí nó sẽ ngẫu nhiên luôn. Ở đây mình mất là 0.00132022 bên này đi các bạn. Mình nhấn xác nhận này. Để chờ một lát thôi. Các bạn lưu ý, cột bên cánh tay phải đây là những dự án underdog đặc biệt sắp kết thúc. Các bạn kiểm tra lại xem những cái dự án nào các bạn chưa tham gia thì không có tham gia không, không nó sẽ hết hạn nha. Bằng cách các bạn nhấp vào đây có copy contract này, các bạn quay sang ví của các bạn copy và dán vào này. Sau đó các bạn nhấn nút nhận token này. Nhận token này. Mở ra từ web 1 để vào Clam nha. Copy một loạt contract dán trong ví của các bạn và nhấp nhận token một loạt đây để vào đây Clam nha. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách để Clam nhận được đồng token XBL. Ở đây mình đã nhận được 12 đồng token XBL. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.